Mà anh nước ở một mình thôi thì chắc chả có gì đâu. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ vào nhà anh Nước Vlog, Bắc Sơn quê tôi, để xem hoàn cảnh gia đình nhà anh đấy hôm nay như thế nào nhé. Và mọi người cùng theo tôi vào nhà anh đấy nha. Anh đang làm gì đấy? Đang dọn chuồng gà để À, chăn lứa gà mới. anh Nước gà mới ở đâu để em thử review xem nào, căn cái chuồng nhà anh em mà. Chuồng nhà anh còn đẹp, chưa được đẹp không? Nào thì anh bây giờ anh xem thử lên nhà xem nhà anh như thế nào nhá. Xem Nhà hoàn anh cảnh. hoàn cảnh khó khăn lắm. Ui rồi anh anh buồn cười thế nhỉ. Anh Đức bây giờ muốn nói đôi lời gì với người yêu tương lai nào? Nếu mà các bạn muốn yêu mình thì các bạn để lại dưới bình luận dưới kênh comment cho mình biết để mình gọi là tương tác lại để mình cũng có người yêu như bao người. Ai à, em tivi này cổ quá em lại không biết dùng cái gì. Nó phải dùng bạo lực. Anh cho em xem cái chỗ tắm rửa của anh cái được không nhỉ? Chỗ của anh tắm rửa đây em. Thì Đây á, có không không che anh tắm anh không che gì à? không Thế này là ai qua là lộ hết đấy anh ạ. Một tháng anh chắc là đánh hết đúng ba cái lọ đánh răng này, rồi. mọi người nhé. Một tháng phải dùng hết 3 lọ kem đánh răng. Đấy, cốc đánh răng đây. Rồi. Cốc đánh. Chào ạ, nhiều ấy nhỉ. Anh không rửa nhà anh lười thế. Vâng, anh Ở một mình nhà lười thế nhỉ. không nhớ được đâu. Chào ạ, nhiều ấy nhỉ. Anh không rửa nhà anh lười thế. Vâng, anh Ở một mình nhà lười thế nhỉ. không nhớ được đâu. Ôi, cái chỗ này là chỗ gì đấy anh? Cái phòng này phòng nãy nhỉ. Ui giời, Chỗ nhãn này này là ghệ sập thế chỗ nhỉ. ỉa của anh em ạ. À, chỗ gì hả? Vâng. Ý ở đây à? Em thấy ở đây, ý ở đây nó sợ ngã lắm đấy. Thì ở trên vùng cao người ta ở nhà 2 tầng người ta toàn ở ỉa từ trên cao xuống dưới thôi, À, nó dễ dàng. à. Còn đây là bát chưa rửa, Ui. câu được mấy con cá rô để chiêu đãi bọn em. Cá suối đúng không anh? Cá suối ở vùng cao Ngon, em ạ. ngon. Mục hết rồi, nhà mục hết rồi. Chỗ này chắc là ngày xưa là anh Nước chắc có cô nào ngủ đây đây nhỉ. Đây đệm miếc đây, chăn màn đây. Mà là anh Nước ở một mình thôi thì chắc chả có gì đâu. Ui đau ấy. Ui đau đấy, dã man lật. Ở nhà anh Nhân nhiều ong quá mọi người ạ. Bây giờ mình thôi review tất cả các góc nha, mình cũng vừa lỡ mở cái tủ thôi mà nhiều ong thật đấy. Và xem anh Nước nhóm bếp thôi chứ mình sợ lắm rồi. Đúng là nhà nào là chưa thấy cái nhà nào mà lại có nuôi ong trong tủ bao giờ. Anh Đức để quay hộ em cái tổ ong được không ạ? Em Vâng, anh xem nó sợ quá, tự nhiên mở tủ ấy cái tổ ong đốt lu bô là sợ thật đấy. Đây, sợ lắm rồi. Đây anh ơi. Anh cầm một luôn cam cho anh ơi. Đây cầm cam 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 đây. Được không một cặp luôn á. Đây anh ơi, cam đây cam. Đây. Sẽ giới thiệu. Nào đèn có đèn điếc gì không để anh soi. Sợ rồi à? Sợ lắm mình nó đốt. Đấy. Quỷ ngó đi. Đấy ong đây, lúc nãy thằng em nó bị đốt mấy phát vào cổ. Ui dồi.